안녕하세요. xin chào các bạn, mình là Thanh Hà. Còn mình là Hà Trung. Chào mừng các bạn đến với chương trình Cùng Nói Tiếng Hàn. Chúng mình sẽ giúp các bạn học tiếng Hàn thật vui và dễ dàng hơn thông qua chương trình này. Đúng vậy đấy, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn hãy thử đón xem nhé. 안녕하십니까? 안녕. 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 Chủ đề ngày hôm nay là chủ đề in xa, chào hỏi. Đây là điều đầu tiên bạn cần học dù bạn học bất cứ thứ tiếng nào đúng không ạ? Chúng ta sẽ có các từ mới đầu tiên ngày hôm nay cần học, đó chính là in xa, annyeong. Với chất in xa có nghĩa là lời chào hỏi lần đầu gặp mặt thì chúng ta sẽ phải nói như thế nào nhỉ? Đầu tiên các bạn hãy cùng mình đọc các từ mới có liên quan nhé. Chất in xa, 처음, 다시 한 번, 첫 인사, 처음, 아주 잘했어요. Các bạn làm rất tốt rồi đấy ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đoạn hội thoại đầu tiên của ngày hôm nay. Và nhớ rằng hãy lắng nghe thật kỹ nhé. 안녕하십니까? 처음 뵙겠습니다. 만나서 반갑습니다. 저는 탄나입니다. 탄하씨 반가워요. 안녕하세요. 하윤이에요. 반가워요. 네, 반가워요. 안녕하세요. 저는 휘예요. 안녕하세요. 반가워요. 아! 죄송합니다. 괜찮아요. 고마워요. 제 이름은 타나예요. 오, 타나 씨 반가워요. 제 이름은 하중이에요. 하중 씨 반가워요. vừa rồi là buổi đến lớp đầu tiên của Thanh Hà. Khi lần đầu tiên gặp mặt một ai đó, chúng ta sẽ có các cách chào như sau. 안녕하십니까? Đây là cách chào trang trọng và lịch sự nhất. Chúng ta có thể dùng cho người lớn tuổi, người lần đầu gặp mặt để thể hiện sự trang trọng. Hoặc chúng ta cũng có thể chào 안녕하세요. Với câu chào này, chúng ta có thể chào với mọi đối tượng, mọi thời điểm mà vẫn mang tính lịch sự. Còn với bạn bè thì rất đơn giản. 안녕. 안녕. Cùng đọc lại các câu chào tiếng Hàn với mình một lần nữa nhé. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요? 안녕하세요? 안녕? 안녕? 안녕하십니까? 처음 뵙겠습니다. 만나서 반갑습니다. Sau khi chào hỏi xong, bạn có thể nói 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. Nghĩa là lần đầu tiên gặp mặt. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. Nghĩa là rất vui được gặp bạn. Các bạn cùng đọc lại với mình nhé. 안녕하십니까? 처음 뵙겠습니다. 만나서 반갑습니다. Trong đoạn hội thoại, bạn Hà có tự giới thiệu bản thân mình với câu 저는 탄하입니다. 저는 탄하입니다. Ở đây chúng ta sẽ có ngữ pháp giới thiệu bản thân như sau. 저는 cộng tên cộng 입니다. Ví dụ 저는 하만충입니다. 저는 탄하입니다. 저는 탄하입니다. 저 nghĩa là tôi và 입니다 là tôi là Thanh Hà. 저는 탄나입니다. Như vậy chúng ta đã vừa có một cách giới thiệu tên mình một cách lịch sự với cấu trúc 저는 cộng tên cộng 입니다. Ngoài cách này chúng ta có còn cách giới thiệu bản thân nào khác không nhỉ? Các bạn hãy cùng theo dõi đoạn hội thoại tiếp theo nhé. 안녕하세요. 하윤이에요.
반가워요. 안녕하세요. 저는 휘예요. 여기 đây chúng ta có thể thấy có ngữ pháp như sau. 저는 cộng danh từ cộng 예요 hoặc 예요. Vậy thì khi nào dùng 예요? Khi nào dùng 예요? Đây ạ. Danh từ chỉ tên người có phụ âm cuối hay còn gọi là 받침 thì chúng ta sẽ cộng với 예요. Nhưng đối với danh từ chỉ tên người không có phụ âm cuối thì chúng ta sẽ cộng với 예요. Ví dụ chúng ta có 저는 정하윤이에요. 저는 휘예요. Mẫu câu 저는 cộng danh từ chỉ tên người cộng 입니다 và mẫu câu 저는 cộng danh từ chỉ tên người cộng 이에요 hoặc 예요 là tương tự với nhau. Đuôi 입니다 hoặc 이에요 hoặc 예요 là hình thức biểu hiện của động từ 이다. Động từ này có nghĩa là. Tuy nhiên, đuôi 입니다 kết thúc thường được dùng mang tính lịch sự trang trọng hơn. Đuôi 이에요 và 예요 cũng mang tính lịch sự nhưng thân mật hơn và được sử dụng nhiều trong văn nói và giao tiếp hàng ngày của người Hàn Quốc. Thứ tự của tiếng Hàn khá khác với tiếng Việt. Chúng ta thường nói tôi cộng là cộng danh từ chỉ tên riêng. Nhưng tiếng Hàn thì động từ sẽ nằm ở cuối câu nên thứ tự câu sẽ là tôi cộng tên riêng cộng là. Vì vậy ta có mẫu câu 저는 cộng tên riêng cộng 입니다 hoặc 예요 hoặc 이에요. Bây giờ chúng ta hãy cùng thử chơi một trò chơi nhé. Mình sẽ đọc danh từ và các bạn sẽ chọn đuôi câu 이에요 hoặc 예요. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Từ đầu tiên 방탄소년단 이에요. Từ số 2 소녀시대 이에요. Từ số 3 태연 이에요. Từ số 4 윤나 이에요. Các bạn làm tốt lắm. Chúng ta còn cách thứ 3 để giới thiệu tên của mình nữa nhé. Chúng ta hãy cùng xem lại phần cuối của đoạn hội thoại nhé. À, 죄송합니다. 괜찮아요. 고마워요. 제 이름은 타나예요. 타나 씨, 반가워요. 제 이름은 하종이에요. 3 để giới thiệu tên của mình. 제 이름은 타나예요. 이름 là tên, 제 이름 nghĩa là tên của tôi. 제 ở đây là 저 cộng 의 제. Ta có công thức như sau. 제 bằng 저 cộng 의 cộng 명사. Nghĩa là cái gì đó của tôi. Nếu như các bạn cảm thấy khó thì cứ học thuộc là 제 có nghĩa là của tôi. Để sau này muốn chỉ sở hữu vật gì của tôi thì chỉ cần theo cách dùng 제 cộng danh từ. Chúng ta có các ví dụ như sau. 제 가방 제 가방 제 친구 제 친구 제 고양이 제 고양이. Một ngữ pháp nữa chúng ta có thể học trong đoạn hội thoại này chính là danh từ cộng 은 hoặc 는. Ở đây chúng ta có 은 는 là tiểu từ bổ trợ. Chúng ta sẽ có công thức như sau. Danh từ có phụ âm cuối sẽ cộng với 은. Ví dụ, 제 이름 có phụ âm cuối là 미음. Chúng ta sẽ cộng với 은 thành 제 이름은. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ phải đọc nối âm. Và bây giờ hãy cùng luyện tập với mình nhé. Ví dụ, 과일, 과일은 동물, 동물은 책, 책은 밥, 밥은. Các bạn chú ý đây chỉ là cách đọc thôi nhé. Còn khi viết thì chúng ta vẫn sẽ phải viết đúng với từ đó. Còn với danh từ hoặc đại từ không có 받침 thì sẽ cộng với 는. Và trường hợp này sẽ dễ hơn một chút. Đó là các bạn không cần chú ý cách đọc nối âm như trên. Ví dụ chúng ta có 저, 저는 새우, 새우는 교과서, 교과서는 세탁기, 세탁기는 다리미, 다리미는. Các bạn có thấy dễ hiểu hơn không ạ? Vâng, tiếp theo trong đoạn hội thoại thì mình có gọi Thanh Hà là Thanh Hà Si, còn Hà thì có gọi mình là Ha Chung Si. Ở đây chúng ta sẽ có ngữ pháp
tên người cộng với 씨. Với bạn bè thân thiết thì ta có thể chỉ cần gọi tên, ví dụ như Thanh Hà. Nhưng khi lịch sự hơn thì chúng ta sẽ thêm đuôi 씨 vào nhé. Ngoài ra thì bạn có nhớ ba câu đầu tiên mà hai bọn mình nói với nhau khi gặp lần đầu trong lớp không ạ? Xin lỗi. 괜찮아요. 고마워요. Xin 죄송합니다. 괜찮아요. 고마워요. Chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày là lời cảm ơn và lời xin lỗi. 죄송합니다. 죄송해요. Có nghĩa là xin lỗi. Chúng ta còn một từ nghĩa xin lỗi nữa, đó chính là 미안합니다. 미안해요. Và khi có ai đó xin lỗi chúng ta có thể lịch sự đáp lại là 괜찮습니다. 괜찮아요. Có nghĩa là không có gì đâu. Và lời cảm ơn 고맙습니다. 고마워요. Ngoài ra thì chúng ta còn có 감사합니다. 감사해요. Cũng là lời cảm ơn các bạn nhé. Chúng ta có công thức đuôi câu tường thuật dạng trang trọng như sau. Động từ có bát chim sẽ cộng với 씁니다. Động từ không có bát chim sẽ cộng với 비입니다. Ví dụ 고맙다. Chúng ta sẽ chia thành 고맙습니다. 감사하다. Chúng ta sẽ chia thành 감사합니다. 미안하다. Chúng ta sẽ chia thành 미안합니다. 죄송하다. Chúng ta sẽ chia thành 죄송합니다. 괜찮다. Chúng ta sẽ chia thành 괜찮습니다. Với công thức đuôi câu tường thuật thân mật ta có động từ cộng 아요 hoặc 어요 hoặc 해요. Giống như chúng ta đã học ở trên các mẫu câu thân mật lịch sự như 안녕하세요, 괜찮아요, 고마워요. Về việc làm thế nào chia và sử dụng 아요, 어요, 해요 thì chúng ta sẽ học kỹ càng hơn ở các tập sau nhé. Còn giờ thì chúng ta sẽ cùng học phát âm các từ và ngữ pháp mới ngày hôm nay cùng cô Yunji nhé các bạn. Annyeonghaseyo. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 반가워요. 반가워요. 저는 타나입니다. 저는 타나입니다. 저는 하윤이에요. 저는 하윤이에요. 제 이름은 타나예요. 제 이름은 타나예요. 죄송합니다. 죄송합니다. 괜찮아요. 괜찮아요. các bạn ơi, để giúp các bạn phát âm giống người Hàn thì mình có một số các mẹo nhỏ dành cho các bạn ngày hôm nay. Tip ngày hôm nay đó chính là cách sử dụng âm điệu, ngữ điệu trong tiếng Hàn. Hãy lưu ý là khi nói hoặc khi đọc tiếng Hàn mà ngữ điệu của bạn bị lên xuống nhiều lần thì đó là chưa chính xác đâu nhé. Chúng ta có ví dụ như sau. 안녕하십니까? 안녕하십니까? Các bạn thấy câu nào tự nhiên hơn ạ? Đúng rồi, là câu thứ hai đúng không ạ? Khi bạn đọc không lên xuống nhiều về ngữ điệu thì sẽ thấy câu nói tự nhiên hơn đúng không ạ?
Rất dễ dàng để bạn bắt gặp người Hàn Quốc cúi đầu chào nhau thay cho lời chào hoặc lời tạm biệt. Tư thế chào hỏi của người Hàn Quốc là như thế nào nhỉ? Khi cúi đầu chào, chúng ta cần phải cúi thấp người từ phần eo và thắt lưng. Chân phải đứng thẳng, hai đầu gối phải khép lại với nhau. Họ để tay áp sát người, không chắp tay trước ngực, mặt cúi xuống và cấm kỵ vừa cúi đầu vừa hướng mắt về người đối diện. 안녕하세요. Để thể hiện thái độ lịch sự và tôn trọng nhất, người Hàn Quốc sẽ cúi đầu một góc 90 độ khi chào hỏi. Nhưng mà thông thường thì mọi người chỉ nghiêng mình theo góc 45 độ hoặc 15 độ thôi. Việc cúi chào là một điều rất tự nhiên, giúp thể hiện lòng thành kính với người khác, nhất là người lớn hơn tuổi với mình và có địa vị cao hơn. Thực tế, người Hàn Quốc vẫn bắt tay khi gặp gỡ đồng nghiệp hay đối tác. Tuy nhiên, họ cúi đầu khi bắt tay. Người trẻ hoặc người bậc dưới phải cúi đầu trước và đợi tiền bối chìa tay ra. Họ dùng hai tay để đáp lại. Ngoài ra, khi trao đổi danh thiếp với nhau trong công việc hay trong đời sống hàng ngày, người Hàn cũng sẽ vừa cúi đầu vừa trao danh thiếp. Miki 씨, 정인 씨. 안녕하세요. 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 저 타나예요. 반가워요. 네, 반가워요. 저는 정인이에요. 안녕하세요. 저는 미키예요. 반가워요. 정인 씨는 어느 나라 사람이에요? 저는 한국 사람이에요. 오! 하나 씨는 어느 나라 사람이에요? 저는 베트남 사람이에요. 짠! 우와. 미키 씨는 어느 나라 사람이에요? 저는 일본 사람이에요. 미꼬미 꼬미. 아, 하윤 씨는 어느 나라 사람이에요? 저요? 하윤 씨는 한국 사람이에요? 아니요, 저는 베트남 사람이에요. 하리원 씨는 베트남 사람이에요? 아니요, 아니요. 하리원 씨는 한국 사람이에요. 아니요. 하리원 씨는 베트남 사람이에요. 가자. 안녕히 가세요. 안녕히 계세요. Ở ngay đầu đoạn hội thoại, các bạn có để ý nhân viên căng tin chào hai bạn Hà và Hayun như thế nào không ạ? Đúng rồi, 어서 오세요. Đây là một câu chào chúng ta sẽ thường gặp khi vào quán ăn tại Hàn Quốc. 어서 오세요. 어서 오세요. Văn hóa người Hàn Quốc ngoài nói xin chào 어서 오세요 còn phải cúi gập người như thế này này. 어서 오세요. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại cuộc hội thoại của ngày hôm nay nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học thêm một cách hỏi về quốc tịch. 어서 오세요. 안녕하세요. 우와, 미키 씨, 정인 씨. 안녕하세요. 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 저 타나예요. 반가워요. 네, 반가워요. 저는 정인이에요. 안녕하세요. 저는 미키예요. 반가워요. 정인 씨는 어느 나라 사람이에요? 저는 한국 사람이에요. 오!
하나 씨는 어느 나라 사람이에요? 저는 베트남 사람이에요. 짠! 우와. 미키 씨는 어느 나라 사람이에요? 저는 일본 사람이에요. 미꼬미 꼬미. 반 하, có hỏi bạn Trọng In rằng Trọng In 씨는 어느 나라 사람이에요? Có nghĩa là Trọng In là người nước nào? Chúng ta sẽ có công thức danh từ cộng 은 hoặc 는 cộng 어느 나라 사람이에요 hoặc 입니까? 어느 là đại từ nghi vấn, có nghĩa là nào. 나라 có nghĩa là đất nước và 사람 có nghĩa là người. 어느 나라 사람 có nghĩa là người nước nào. Như vậy, chúng ta có cách hỏi về quốc tịch của một người như sau. 어느 나라 사람입니까? Hoặc 어느 나라 사람이에요? Suy ra, chúng ta có ngữ pháp về đuôi câu nghi vấn là danh từ cộng 입니까? 예요? 예요? Các bạn chú ý thì với 입니까 thì chúng ta có danh từ có hoặc không có bắt chim thì đều cộng với 입니까? Ví dụ như 베트남 사람입니까? 의사입니까? 학생입니까? Còn với 이에요 hoặc 예요 thì chúng ta sẽ dùng ở câu thân mật nhưng vẫn lịch sự và có cách chia như sau. Danh từ có bắt chim, chúng ta sẽ cộng với 이에요 và danh từ không có bắt chim, chúng ta sẽ cộng với 예요. Ví dụ, 의사예요? 선생님이에요? 학생이에요? 학교예요? Các bạn cần lưu ý rằng tiếng Hàn không có dấu, nhưng trong trường hợp là câu nghi vấn thì câu hỏi chúng ta sẽ phải lên giọng các bạn nhé. Quay lại với đoạn hội thoại thì ta thấy rằng Trọng In đã trả lời là 저는 한국 사람이에요. Tôi là người Hàn Quốc. Như vậy thì ta có công thức trả lời như sau. 저는 cộng danh từ chỉ tên nước cộng 사람이에요. 입니다. Ta có ví dụ như sau. 저는 베트남 사람입니다. 저는 베트남 사람이에요. Hà ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi nhé. Trung và Hà sẽ cùng thi xem ai sẽ biết tên nhiều quốc gia bằng tiếng Hàn hơn nhé. Ok, để xem ai thắng. Hàn Quốc, 일본, 중국, 태국, 라오스, 캄보디아, 영국, 미국, 독일, 프랑스, 남, 본, 마, 하이, 못. 센데. 하연 씨는 어느 나라 사람이에요? 저요. 우와. 하연 씨는 한국 사람이에요? 아니요, 저는 베트남 사람이에요. 하리원 씨는 베트남 사람이에요? 아니요, 아니요. 하리원 씨는 한국 사람이에요. 아니요. 하리원 씨는 베트남 사람이에요. các bạn ơi, vậy ca sĩ Hariwon là người Việt Nam hay người Hàn Quốc nhỉ? Hariwon thì có bố là người Việt Nam và mẹ là người Hàn Quốc. Thế nên cô ca sĩ có hai dòng máu Hàn Việt đấy. Chúng ta thấy trong đoạn hội thoại có các câu như sau. Hayun 씨는 한국 사람이에요. Có nghĩa là Hayun có phải là người Hàn Quốc không? Và Hayun có trả lời rằng 아니요, 저는 베트남 사람이에요. Có nghĩa là không, tôi là người Việt Nam. Như vậy khi muốn hỏi câu hỏi nghi vấn bạn là người Hàn Quốc phải không? Chúng ta có thể sử dụng ngữ pháp danh từ chỉ người cộng với 은 hoặc 는 cộng với danh từ chỉ quốc gia, sau đó sẽ cộng với 사람, rồi cộng với 입니까 hoặc 이에요. Với câu trả lời thì chúng ta sẽ trả lời rằng 네 hoặc 아니요. Chúng ta thấy 아니요 sẽ có nghĩa là không, còn 네 sẽ có nghĩa là có. Và chúng ta có thể khẳng định thêm với một câu khẳng định, ví dụ như 아니요, 저는 베트남 사람이에요. Các bạn hãy cùng luyện tập cùng mình nhé. 타나 씨는 베트남 사람입니까?
네, 저는 베트남 사람입니다. 쫑 씨는 한국 사람이에요? 아니요, 저는 베트남 사람이에요. Và cuối cùng là hai câu chào kết thúc hội thoại thứ hai. Annyeonghi gaseyo. Annyeonghi gaseyo. Khi bạn rời đi, bạn sẽ chào người ở lại là Annyeonghi gaseyo. Còn nếu bạn là người ở lại thì hãy chào người đi là Annyeonghi gaseyo. Với bạn bè có thể chào đơn giản. Bye. Bye chung. Bye. Nhưng chúng ta chưa chào tạm biệt nhau được đâu. Hãy cùng luyện tập phát âm cùng với cô Yunji ngay bây giờ nhé. "어서 오세요. 미키 씨는 어느 나라 사람이에요? 저는 일본 사람이에요. 하리원 씨는 베트남 사람이에요? 네. 네. 아니요. 아니요. 안녕히 가세요. 안녕히 계세요. 베트남. 한국. Mình sẽ có thêm một mẹo nhỏ về phát âm cho các bạn nhé. Ở Hàn Quốc, khi lần đầu gặp mặt giới thiệu tên thì người ta sẽ nói rất chậm và tách từng âm tiết để đối phương có thể nghe rõ ràng và chính xác hơn tên của người giới thiệu. Ví dụ như Park Hang-seo thì chúng ta sẽ nói từng âm như sau: Park Hang-seo. Nguyễn Quang Hải, chúng ta có thể nói Ưng Nguyên Quang Hải. Nếu không giới thiệu chính xác rõ ràng thì người nghe sẽ rất dễ hiểu nhầm. Chính vì vậy, các bạn hãy nói thật chậm khi giới thiệu tên của mình tại Hàn Quốc nhé. Như vậy là chúng ta đã kết thúc chủ đề của ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp các bạn vào chủ đề lần sau để cùng mình và Thanh Hà tiếp tục khám phá tiếng Hàn nhé. Các bạn có muốn mình bật mí một chút chủ đề tiếp theo không nào? Chủ đề lần sau sẽ giúp các bạn có thể giới thiệu bản thân một cách chi tiết hơn. Chào các bạn! Annyeong! Oyo, 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 ui, aya, oyo, 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 ui, aya, oyo, oyo, ui,
아야 어여 우유 우유 우이 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 아야 어여 우유 우유 우이